Bảo Điện Bất Sản mến chào cô chú chị mình ha. Hiện tại Điện đang có mặt ở đây là ở ngay trung tâm thị trấn Đất Đỏ anh chị ha, thuộc huyện Đất Đỏ luôn anh chị, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Chính xác em Điện đang đứng đây là ở ngay mặt tiền đường Võ Thị Sáu, mặt tiền đường lộ anh chị ha. Có sáu làn đường ha, có lường ngăn cách cứng luôn anh chị. Cột mốc cách biển Phước Hải khoảng 5 cây số thôi ha, mình đi thẳng xuống luôn. Thì ở đó, ở ngay Phước Hải đó thì bán quán ăn, những cái quán ăn nổi tiếng này như hào đồ này kia rất là ngon luôn chị, mà giá cực kỳ rẻ luôn ha. Ở dưới đó em đi ăn nhiều rồi, nói chung là dưới đó hải sản này kia, ở dưới đó có cả làng chài luôn, đâm ra là giá cả nó rất là hợp lý, rất là ngon, rất là rẻ luôn và ngon nữa. Thì xuống khoảng 5 cây thôi. Còn hướng ngược lại đây mình di chuyển vài trăm mét mình sẽ ra ngay vòng xoay Đất Đỏ vậy ha. Ở đó thì có chợ này, và những cái kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh này kia, nói chung là sầm uất luôn anh chị. Nằm ngoài đó khoảng vài trăm mét thôi đó. Vòng xoay đó mình gặp ngay vòng xoay đó là mình rẽ phải mình đi về huyện Xuyên Mộc này, mình đi được Bình Thuận này. Còn rẽ trái mình sẽ đi thành phố Bà Rịa và đi được thành phố Hồ Chí Minh anh chị ha. Chỗ này cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng đâu đó là 80 cây thôi anh chị. Và hôm nay em đi có một cái sản phẩm ha, chủ gửi bán cũng đang kẹt anh chị, gần 200 mét vuông, hiện tại là quán, có quán xá luôn anh chị ha, đang kinh doanh quán nhậu anh chị. Bây giờ là đang kẹt tiền, làm ăn thua lỗ nên là cần bán lấp gấp anh chị ha. Đó thì em đi cũng sẽ nói luôn ha, nói sơ qua ha, thì bất sản mình là đang bán là 1,5 tỷ, mà cô chú chị nào mà đang quan tâm một cái sản phẩm cách biển khoảng 5 cây số này, nằm trung tâm thị trấn này, gần 200 mét vuông, cô chú chị nhớ đón xem hết video clip này nha. Bất sản mình thì cách cái đường lộ này vào khoảng vài chục mét anh chị. Em Điền đang ở đây là ở ngay trường học trung học cơ sở anh chị. Đi xuống xíu nữa mình sẽ đụng ngay trung học phổ thông, và xuống xíu nữa khoảng 100 mét nữa mình sẽ đụng ngay là trung tâm hành chính ha. Nói chung là trung tâm hành chính Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ thì nằm tập kết ở đó hết luôn anh chị ha, không phải đi vòng vèo anh chị. Đi xuống khoảng vài trăm mét thôi là mình đụng ngay trung tâm hành chính rồi. Đó rồi, bây giờ em Điền mời cô chú chị đi theo chân em Điền ha. Các vị sẽ review chi tiết bất động sản đó nha. Đây chị ha, hiện tại em Điền đang có mặt ở tại ngay vị trí bất động sản của mình đó chị. Ngay trung tâm ha. Hồi nãy em Điền ở ngoài này đi vào này. Đó, nói chung là đi ra vài chục mét thôi mình đụng ngay đường Võ Thị Sáu đó chị. Nãy em Điền có mô tả chi tiết rồi cái đường này rồi ha. Đi vào đây khoảng vài chục mét thôi là tới ngay vị trí bất động sản của mình rồi. Nói chung là vị trí bất động sản mình thì nằm trên mặt tiền đường bê tông thôi, thì nó rộng khoảng là 4-5 mét, ô tô đi được anh chị ha. Đi thông thương luôn, có cái là ô tô né nhau thì chưa được anh chị, chỉ có ô tô né với xe máy thì ok đó. Đường thì nói chung là cũng tương đối được. Xe ô tô đi thoải mái này, đường thông thương này. Nói chung là đường này đi ra thì đi nối với lại những cái đường nhựa ở thị trấn mình ha. Đi ra chút xíu là nối rồi. Nói chung là đường thông thương đó. Vị trí bất sản mình đây anh chị. Nói chung là một bất sản ha. Trước là mua bán kinh doanh quán nhậu anh chị. Bây giờ là được gọi là làm ăn kinh tế khó khăn. Đó thì cũng nên là cũng là chủ có gửi bán, nhờ bán lại thì muốn nhượng lại cái bất động sản này ha. Giá thì rất là rẻ luôn. Hồi trước là thôi, mình nói chung là mình bỏ qua cái hồi trước đi, hồi trước thì mình cũng khó nói lắm, giá trị nó cũng gọi là lên đỉnh mình không nói được. Thì bây giờ thực tại hiện tại đó thì gia chủ mình muốn bán ha, tổng bất động sản này luôn ha. Đó thì trước tiên mình sẽ nói về cái diện tích trước này. Bất động sản mình có diện tích là 15 mét ha, ranh sẽ từ đây, rành ngay đây 15, sâu vào chỉ có 13 thôi anh chị. Nói chung là chiều sâu thì cũng tạm được thôi chứ cũng không có chiều sâu lắm. Đó là tổng diện tích là 181 mét vuông, có sẵn là 60 thổ cư đất ở tại đô thị anh chị. Thì đang cần bán nha là 1,650 triệu anh chị. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng, quan trọng là cô chú chị mình thiện chí thôi. Chỉ cần thiện chí quan tâm đến bất động sản này thôi, em Điền sẽ làm cái giá tốt nhất cho cô chị mình mua đầu tư hoặc là mua kinh doanh, để kinh doanh hay là để dành gì đó vậy ha. Bất động sản này thì có thể tách ra làm hai được vậy đó.
Rồi bây giờ em đi sẽ đi vào bên trong để review chi tiết cho cô chú mình ha. Nói chung là về cái đồ đạc trong này á, thì gia chủ mình sẽ để lại hết cho mình luôn vậy ha. Đó, ranh thì ngay từ ngay mép này thôi, ngay cái móng của quán đó anh chị. Đó, này móng này đó. À, bên này là đất của nhà người ta rồi đó. Ngay khúc này đổ qua thôi chị ha. Đó. À, sâu vào trong là 13 mét. Nói chung là mấy cái này thì gia chủ mình để lại toàn bộ anh chị. Chỗ này thì chỗ trung tâm rồi, mình tiện ích tiện nghi thì đầy đủ. Khu vực này thì về điện đài tất nhiên là điện phải có rồi, có mới kinh doanh được. Rồi nước sạch là đang có nước sạch luôn anh chị ha. Vào đây. Nói chung là cái quán hiện tại thì đang là ngưng hoạt động rồi, nên là cũng nhìn hơi bừa bộn chút xíu anh chị ha. Cũng không có người chăm chút lắm. Thì ở ngoài mình đi vào đó thì có những cái cây cối này kia, gia chủ mình trồng cây kiển này kia cho đẹp cái không gian á chị ha. Đó. Lui tới đây đi thẳng qua chị nha. Ngày rành mình sẽ tới đây thôi. Nói chung là đi bao quanh cái móng này hết anh chị ha. Móng của quán hết. Buôn xã mình thì có sổ riêng rồi. Đó. Còn khúc sau này là đất người ta nha. Đó. Đi qua này luôn. Ngay cái này là cái toilet của quán ha. Hồi trước mình kinh doanh, gia chủ mình kinh doanh đó. Thì nói chung là toilet của quán, nhưng mà thuộc là thuộc đất của người ta, không phải là đất của trong sổ mình anh chị ha. Đó. Thí dụ mà mình kinh doanh này kia thì cái gia chủ này sẽ cho đi nhờ sử dụng, nhờ luôn cái toilet này luôn ha. Thí dụ sau này người ta cần sử dụng tới thì người ta sẽ có đập đi hay gì đó thì chuyện người ta. Đó, trước mắt là mình có kinh doanh thì người ta sẽ cho mình đi nhờ cái toilet ngoài này. Đó. Qua này. Một bất động sản mà lân quanh khoảng 1.650 tỷ, nằm trung tâm thị trường Đất Đỏ này. Kinh doanh mua bán được đó, cô chú nào mà quan tâm thì liên hệ ngay em Điền nha. Đó. Và tới đây anh chị. Đó. Còn kế bên này là hiện tại người ta đang làm điện năng lượng mặt trời anh chị ha. Đường nằm ở khu trung tâm, đi xuống biển Phước Hải khoảng 5 cây số anh chị. Đó. Xuống cũng rất là gần. Ví dụ mình không kinh doanh mua bán thì mình có thể làm một cái nhà vườn mini cũng được anh chị ha. Đó. Đi vào thì có những cái nhà chòi sẵn luôn chị này. Đó. Đó. Rành qua kia ha, bao hết luôn. Đó. 15 mét sâu 13. Đó. Từ Sài Gòn mà cô chị di chuyển về đây thì chắc khoảng là chưa tới 2 tiếng đồng hồ, chưa đầy 2 tiếng đồng hồ chị ha. Cách Hồ Chí Minh khoảng 80 cây thôi. Đó. Tương lai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nó làm xong nữa thì di chuyển chắc khoảng tiếng rưỡi tới đây. Khu công nghiệp thì ở Đất Đỏ thì có khu công nghiệp Đất Đỏ gì ha, cách khoảng 2 cây số thôi. 2 cây số nói chung là cái khoảng cách cũng tương đối, nó hợp lý, nó không gần lắm ha. Rồi đi xuống biển thì 5 cây số, nằm trung tâm rồi. Rồi đi ra ngoài đây. Quay lại một lần nữa ha. Thì đó, thì cái bất động sản này thì đang cần bán là 1.650 tỷ ha. Đó, nằm trung tâm thị trấn Đất Đỏ đó. Rồi cô chú anh em quan tâm bất động sản thì liên hệ ngay em Điền ha. Với số điện thoại 0788668834 ha. Thì chỉ nữa mình sẽ gặp được chủ để thương lượng anh chị ha. Rồi mình xin được kết thúc video clip tại đây ha. Cảm ơn cô chú đã quan tâm theo dõi kênh của Điền thời gian vừa qua ha. Hẹn gặp lại cô chú chị những video clip lần sau. Xin chào.